nổ mìn, đá văng vào nhà, rạn nứt các công trình, thiếu nước sinh hoạt là thực trạng mà người dân tại bản Mé Mận, xã Triềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, sinh sống cạnh khu vực công trường của dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản đang phải gánh chịu. Theo ghi nhận, công trường thi công kênh dẫn nước thuộc dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản chỉ cách khu dân cư chưa đầy 50 mét, không che chắn, không hàng rào bảo vệ. Việc nổ mìn hóa đá không đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Đá văng vỡ mái nhà, các công trình trên đất của người dân đều bị nứt vỡ do rung chấn từ việc nổ mìn. Việc thi công này khiến người dân vô cùng bức xúc. Cái chung của nhà nước ấy, cái dự án của nhà nước thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đất đai chúng tôi là sẵn sàng, nhà nước thu hồi bao nhiêu chúng tôi vẫn sẵn sàng để cho nhà nước để thi công. Thế còn bây giờ từ khi bắt đầu thi công đến giờ ấy, thì cái trước hết là ảnh hưởng cái nhất là bị mất nước. Các cái giếng đào của chúng tôi ở đây ấy, là nhà nào cũng có một chiếc, hai chiếc giếng đào để nước ăn thì quanh năm, hàng mấy chục năm nay, gần trăm năm nay ăn không bao giờ hết nước. Nhưng mà đến bây giờ là hết sạch nước, không còn thiếu nước nào ăn. Thế cũng đã ý kiến với lại cấp xã, rồi là cấp huyện, rồi cấp bên đầu tư. Rồi đến bây giờ thì là khoan giếng thì chúng tôi thực sự bây giờ đấy, và điều tiết nước không, đến hàng ngày cũng không một tí nước ăn. Đấy, cái đấy là cực kỳ là khó rồi. Trong hợp đồng lại không có lỗ mìn. Đấy, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu ra thì một số các cấp vào có nói là bây giờ đánh mìn như thế này là cực kỳ là nguy hiểm. Đấy, thế nhưng bây giờ là đúng theo cái luật thì đấy, có nghĩa là từ khi chúng tôi kiến nghị đến ấy thì là cái nguồn nước thì bây giờ hiện tại là đầu tiên là khoan một cái giếng chỗ này, nhưng mà sau khi là gần công trình quá thì là cứ đánh mìn mấy này múc đá lên thì coi như nước đã đục không thể ăn nổi, toàn nước bùn, thì chúng tôi đã kiến nghị. Thế họ in công trình đã lại quay sang khoan bên kia rồi. Đấy, khoan bên kia thì bây giờ có nước ăn thì là ở bên kia được, nhưng mà đưa từ cái bể kia sang vòng đây thì thực sự ra thì cứ phải kêu người gọi thì bắt đầu mới lại coi như bơm được sang một tí. Được biết, dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3 năm 2017 và bắt đầu thi công vào cuối tháng 8 năm 2019. Với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng, dự kiến khi hoàn thành thì hệ thống thủy lợi này sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 1.450 hectare đất canh tác thuộc các xã Triềng Mung và Hát Lót của huyện Mai Sơn, cũng như tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân, cấp nước phục vụ chăn nuôi, chế biến, góp phần cải tạo môi trường sinh thái của người dân vùng dọc hệ thống thủy lợi. Công trình xây dựng tại bản Mé Mận, xã Triềng Mai, huyện Mai Sơn thuộc gói thầu số 20 với mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Dự án này đã triển khai, gói thầu số 20 này đã triển khai lúc vào tháng 8 2019 sau khi được coi như là nhận được mặt bằng của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh Sơn La. Kinh phí của dự án này thì là khoảng trên 60 tỷ của cái gói thầu 20 này. Thì trong quá trình thi công ấy, một số cái vấn đề phản ánh của bà con và chúng tôi đã ghi nhận, đó là việc mà đào móng công trình làm mất nước sinh hoạt cho các hộ dọc hai bên coi như là tuyến kênh, thì chúng tôi đã triển khai coi như khắc phục ngay bằng cách là khoan hai giếng nước, xây một bể nước và dẫn đường ống về từng hộ và đảm bảo nước sinh hoạt cũng như là đảm bảo vệ sinh để cho các hộ dân coi như là sử dụng. Cái thứ hai nữa là việc mà bà con phản ánh về bụi cũng như ô nhiễm trong quá trình máy móc thiết bị thi công, thì chúng tôi đã tăng cường coi như là các cái thiết bị tưới dọc theo coi như là tuyến đường và cũng như là tại công trường. Chúng tôi đã sử dụng các thiết bị che đậy rồi là để tránh tình trạng bụi cũng như là ô nhiễm. Thì còn vấn đề mà ảnh hưởng cho do quá trình nổ mìn đến coi như là đời sống bà con và tài sản bà con ấy, thì chúng tôi đã có coi như là đến từng hộ và làm các biên bản xác nhận cùng với chính quyền địa phương, chính quyền xã cũng như là chính quyền của huyện Mai Sơn, rồi là cùng các hộ là thống nhất là đến các cái vị trí rồi là các số lượng coi như là các cái thiệt hại và có đưa ra cái phương án cùng với ý kiến của bà con, đó là sau khi coi như là khẩn trương nhanh chóng thi công phần hở và đi vào trong hầm thì việc coi như ảnh hưởng nó sẽ hạn chế, lúc đó là thống nhất với nhau để coi như xác định cụ thể lại một lần nữa việc thiệt ảnh hưởng thiệt hại và đưa ra phương án giải quyết và khắc phục cụ thể cho từng thiệt hại. Thứ nhất là mất nước, cái thứ hai là bắn mìn, là dùng chấn nứt móng về tường nhà cửa, rất là bức xúc. Một ngày hai lần nó nổ mìn là tầm độ 10 rưỡi hoặc là 11 giờ. Đầu tiên là khoan một cái nước thì bị dính mạch bùn không sử dụng được. Mãi về sau ấy phải tầm độ gần 2 tháng thì sau Tết họ mới khoan một cái giếng nữa, nhưng mà bây giờ theo cái hứa của bên chủ đầu tư ấy sẽ đến nước, sẽ đến từng hộ gia đình, chỉ việc vặn vòi sử dụng
nhưng mà thậm chí mấy ngày nay cũng không có nước. Cứ hộ ở dưới kia sử dụng nước là ở trên là hết nước, điều tiết thì không đủ nước. Thời điểm mất nước là nhà gia đình tôi thì có hai con nhỏ thường xuyên phải chập rũ, thiếu nước là không thể được. Thì tôi đi vay tiền ông bà ngoại, bạn bè khoan một cái giếng. Trước những phản ánh của người dân về phía ban quản lý dự án đã khắc phục những điểm hạn chế trong quá trình thi công công trình. Đồng thời quá trình thi công, đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe, xem xét việc thi công gây ảnh hưởng đến người dân để có phương án khắc phục. Để hạn chế vấn đề là ảnh hưởng của việc nổ mìn ở bên ngoài, thì chúng tôi đã họp bàn thống nhất với nhau là tất cả các cái đợt nổ là đều phải có lên hộ chiếu cụ thể đặc thù cho mỗi lần nổ đó ở vị trí đó, và giảm thiểu tối đa coi như lượng nổ trong mỗi lần nổ, cũng như tăng cường coi như đảm bảo các cái vật che chắn, tuyệt đối không để coi như là văng bắn hay là cái lượng nổ nó quá lớn để rung chấn ảnh hưởng đến tài sản cũng như tính mạng của bà con. Đây là cái dự án dân sinh phúc lợi do vốn của chính phủ đầu tư cho địa phương, và chúng tôi là đơn vị coi như là quản lý phần xây lắp, thì việc thi công nó cũng ảnh hưởng không ít đến đời sống bà con, nhưng mà cũng mong rằng bà con coi như là chia sẻ đồng cảm, và chúng tôi cũng đã khẳng định và đã thống nhất với nhau rất rõ đó là việc bà con phản ánh bất cứ góc độ nào chúng tôi sẽ đến tiếp thu lắng nghe và xem xét rồi là đưa ra cái phương án để cùng bà con coi như là khắc phục làm sao để dự án sớm nhanh đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.